9 năm tù do buôn lậu chip tên lửa Mỹ bán sang Trung Quốc. Theo đó, buổi thẩm đoàn tại Los Angeles đã quy kết cho EGC 18 tội danh, bao gồm việc xuất khẩu trái phép và các cáo buộc liên quan tới hành vi gian lận thương mại. G và một bị cáo có tên Mai Anh Kiệt đã bị phát hiện khi đang hợp tác cùng nhau nhằm qua mặt một nhà sản xuất chip bán dẫn của Mỹ. Theo các công tố viên, Kiệt đã đóng giả một khách hàng tiềm năng để có được thiết kế chip từ một công ty giấu tên, sau đó gửi trái phép các tài liệu này về Trung Quốc. Những con chip này đã được gửi đến một công ty Trung Quốc nơi egc nắm vai trò chủ tịch xi sau đó đã trả tiền cho các tài liệu này thông qua một tài khoản ngân hàng tại hoa kỳ nơi được tài trợ bởi một công ty có trụ sở đặt tại trung quốc các con chip bị đánh cắp đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống dẫn đường dùng cho tên lửa máy bay chiến đấu tác chiến điện tử radar và các biện pháp nhằm đối phó với chiến tranh điện tử hoạt động gián điệp là một điểm tranh chấp quan trọng trong cuộc chiến thương mại mỹ trung đây là vấn đề được nói đến ngày một nhiều hơn trong các cuộc đàm phán thương mại giữa mỹ và trung quốc trong quá khứ mỹ từng cáo buộc nhiều công ty trung quốc trong đó có cả huawei đã đánh cắp công nghiệp từ các doanh nghiệp của nước này